Rồi chào anh em, nay mình đem con mồi thác đổ và con sấm đồng đem ra cho hai con nó so tài, là một đoạn video để lại vừa kỷ niệm và để cho anh em xem vui giải trí tham khảo. Để một chút đây mình đưa con sấm đồng này, con mồi sấm đồng này gửi ra cho ông anh, tặng cho ông anh Bà Rịa Vũng Tàu cho ông chơi Tết, để làm một đoạn video để kỷ niệm của em nó, với cho anh em xem vui giải trí tham khảo luôn. Tặng lại con sấm đồng này về cho ông anh ở Bà Rịa Vũng Tàu cho ông giải trí chơi Tết. Rồi chúc ông anh đón nhận em nó về, mong là em nó về hợp tác để cho ông anh được thỏa mãn đam mê và vui vẻ trong dịp Tết này nha ông anh ơi.
Ba 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 ba.
Rồi, so tài bấy nhiêu đó được rồi. Chúc con anh về cầm em nó sở hữu chơi Tết vui vẻ nha. Ngồi lâu tê dò quá, không chịu nổi nữa. Chứ ngồi hoài vậy nó cũng gù hoài luôn á. Hai con này nó gù ghê lắm.